Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tâm Đa Media. Bản tin được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày. Bản tin hôm nay, ngày 9 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tài xét tình trạng vị trí tuyển dụng ít hơn số người thất nghiệp đã kéo dài tháng thứ 7 liên tiếp. Đảo chiều bất ngờ tại bầu cử Pháp, Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới về đích với vị trí dẫn đầu. Bộ Y tế Việt Nam chỉ đạo tăng cường phòng chống bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh thành. Kính thưa quý vị, hôm qua, Tổng thống Séc Petr Pavel cùng với phu nhân Eva Pavlova đã đến Mỹ. Tại đó, Tổng thống Pavel sẽ đại diện cho Séc tham gia hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và lễ kỷ niệm 75 năm thành lập NATO tại Washington. Sau chuyến bay kéo dài 11 giờ từ Praha và dừng tiếp nhiên liệu ở Iceland, vào tối qua Tổng thống Petr Pavel cùng các nhà ngoại giao và một số bộ trưởng đã tới Washington. Tổng thống Pavel sẽ đại diện cho Séc tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Cuộc họp của lãnh đạo 32 quốc gia thành viên sẽ kéo dài đến thứ Năm. Các chính trị gia chủ yếu sẽ bàn về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine, cũng như về hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tại Mỹ, Tổng thống Séc sẽ cùng gặp mặt các đại diện của Quốc hội Mỹ và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong kế hoạch, Tổng thống Pavel cùng phái đoàn cũng sẽ có cuộc họp với cộng đồng người Séc, thăm NASA hay xem trận bóng chày MLB. Theo dữ liệu do Sở Lao động Séc công bố hôm nay, tỷ lệ thất nghiệp tại Séc trong tháng 6 vẫn ở mức 3,6% như trong tháng 5. Tình trạng vị trí tuyển dụng ít hơn số người thất nghiệp đã kéo dài tháng thứ 7 liên tiếp. Bộ trưởng Bộ Lao động Séc cho biết trong tháng 6 họ không nhận được bất kỳ thay đổi cơ bản nào về tỷ lệ thất nghiệp. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Séc vẫn ở mức rất thấp và thấp nhất trong toàn Liên minh châu Âu. Vào tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở vùng Ostesko với 5,9%, trong khi thấp nhất là ở Praha và vùng Vysočina với 2,7%. Trong số các quận huyện, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở Mostesko với 8,4%, trong khi thấp nhất là ở quận Praha Vychod với 1,4%. Xét về trình độ học vấn, những người nộp đơn có trình độ thấp thường không có việc làm. Các nhà tuyển dụng thường quan tâm đến công nhân xây dựng, người vận hành xe nâng và nhân viên kho, công nhân lắp ráp, đầu bếp, tài xế xe tải và máy kéo hoặc người dọn dẹp. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên mới cao nhất là ở Praha và vùng Czechoslovakia, nơi chính quyền đã cung cấp lần lượt 79.000 và 51.000 việc làm. Dữ liệu từ Sở Lao động cho thấy kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Ukraine đến cuối tháng 6 năm nay, tổng cộng hơn 436.100 người Ukraine nhận được sự bảo vệ tạm thời đã tìm được việc làm tại Séc, khoảng 67% là phụ nữ, trong đó một số người tị nạn đã trở về nhà hoặc bỏ việc. Họ thường làm những công việc như hỗ trợ trong xây dựng, sản xuất và vận chuyển hoặc lắp ráp các thiết bị và sản phẩm hay vận hành máy móc. Vào hôm qua, các công đoàn viên tại sân bay Praha đã công bố đình công. Họ muốn thu hút sự chú ý đến việc thiếu nhân viên sân bay và làm việc quá giờ. Họ dự định trình bày các yêu cầu với lãnh đạo sân bay và lãnh đạo sân bay cũng hứa hẹn sẽ giải quyết các vấn đề trên. Công đoàn vận tải đường bộ và hàng không đã công bố cảnh báo đình công tại sân bay Václav Havel và áp dụng cho tất cả nhân viên sân bay. Theo công đoàn, nguyên nhân do điều kiện làm việc tồi tệ tại sân bay đang thiếu nhân sự nghiêm trọng và họ không được bồi thường tài chính đầy đủ khi làm thêm giờ quá mức. Tình trạng này đã diễn ra trong vài năm qua. Phó Chủ tịch Công đoàn cho biết, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn do đại dịch COVID. Một số người có kinh nghiệm đã rời đi vì thiếu việc và không quay lại. Mặc dù sân bay đã cố gắng khắc phục vấn đề này nhưng vẫn chưa thể đáp ứng. Cảnh báo đình công không chỉ áp dụng cho nhân viên sân bay mà còn liên quan đến việc bảo trì sân bay hoặc máy bay làm thủ tục trước khi khởi hành. Những công việc như sắp xếp hành lý, tiếp viên hàng không sẽ không bị ảnh hưởng, do đó là trách nhiệm của các công ty tư nhân và hãng hàng không sử dụng sân bay. Các thành viên công đoàn sẽ trình bày yêu cầu của họ về việc chấm dứt cảnh báo đình công với ban quản lý sân bay. Theo phát ngôn viên sân bay, họ sẽ giải quyết các yêu cầu hiện tại của công đoàn tại một cuộc họp bất thường. Thuế bất động sản tại Séc có thể sẽ có thay đổi đáng kể trong tương lai. Một nghiên cứu của PAQ Research tính toán rằng thuế phải gắn với giá trị thực của tài sản. Họ cho rằng hệ thống thuế hiện tại của Séc đã lỗi thời và đặc biệt là những người có thu nhập thấp phải trả thêm tiền cho loại thuế này. Đến cuối tháng 5, các chủ sở hữu bất động sản đã nhận được yêu cầu nộp thuế bất động sản. Một số người đã bất ngờ khi gói hợp nhất của chính phủ tăng thuế ít nhất 80%. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hệ thống thuế bất động sản của Séc đã lỗi thời và cần cải cách toàn diện theo khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. PAQ Research cho biết,
So với châu Âu, Séc có tỷ trọng doanh thu thuế từ thuế bất động sản là một trong những quốc gia thấp nhất. Năm 2022, chỉ có 0,5% doanh thu thuế đến từ bất động sản, trong khi mức trung bình Liên minh châu Âu là 2,5%. Theo PAQ Research, một trong những biện pháp để cải thiện là thành lập một cơ chế để định giá bất động sản một cách minh bạch và đáng tin cậy trên toàn quốc. Thuế bất động sản sẽ được chấp nhận tốt hơn nếu chia thành các thanh khoản thanh toán nhỏ hơn trong năm nay, chẳng hạn như hàng quý hoặc hàng tháng, khấu trừ tự động từ thu nhập hộ gia đình như tiền lương hoặc tiền lương hưu. Nghiên cứu cũng tính đến việc bảo vệ các nhóm người dân dễ bị tổn thương. Theo các chuyên gia, chẳng hạn như cần đưa ra chính sách giảm thuế đối với bất động sản. Việc tăng thuế ảnh hưởng đáng kể đến các hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là gia đình có người cao tuổi và những gia đình có trẻ em. Việc tăng thuế bất động sản sẽ làm gia tăng khoảng cách thu nhập giữa người thuê nhà và chủ sở hữu tài sản. Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Séc, vào giữa năm nay, việc mua một căn hộ rộng 68m², người dân sẽ phải tiết kiệm tiền lương trung bình trong khoảng 11,8 năm, trong khi vào tháng 12 năm ngoái, con số này là 12,2 năm. Dự báo của Ngân hàng Trung ương Séc nêu rằng, thời kỳ giảm giá bất động sản đã qua và trong hơn một năm tới, giá nhà ở sẽ tăng khoảng 5% mỗi năm. Đối với một căn hộ trung bình có diện tích 68m², sẽ tăng khoảng 300-400.000 koron tùy thuộc vào vị trí. Ngân hàng Trung ương cũng dự kiến tiền lương sẽ tăng nhanh hơn so với giá nhà ở. Năm nay sẽ tăng khoảng 7% và năm sau tăng khoảng 6%. Theo dự báo, vào giữa năm nay, việc mua một căn hộ rộng 68m², người dân sẽ phải trả khoảng 11,8 năm mức lương trung bình. Vào tháng 12 năm ngoái là 12,2 năm. Vào cuối năm tới, người dân sẽ chỉ cần tiết kiệm 11,6 năm, tức là người dân sẽ có thể sở hữu căn hộ của riêng mình sớm hơn 2 năm so với 2 năm trước. Tuy nhiên, tình trạng sẵn có của nhà ở tại Séc vẫn ở mức tồi tệ so với các quốc gia xung quanh, mặc dù đã có sự cải thiện. Chẳng hạn như ở Đức, theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương, vào cuối năm ngoái, người Đức tiết kiệm khoảng 8 năm để mua một căn hộ, ở Slovakia và Ba Lan là khoảng 10 năm. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, những cơn bão mùa hè năm nay dữ dội hơn nhiều so với những năm trước. Đồng thời, trong năm nay, các tia sét cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Tại một bữa tiệc gia đình ở Trebitsch, những người tham gia đã vô cùng may mắn. Sét đã đánh chỉ cách họ một khoảng cách ngắn, còn trong một cơn bão vào đêm thứ Bảy sang Chủ nhật, theo du khách, hệ thống bơm hơi bị hỏng do sét đánh và nước chảy dữ dội đã làm cho chiếc lều của lễ hội bị sập. Hàng chục du khách bị thương khi hoảng loạn chạy ra ngoài, nhiều người trong số họ thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi. Lực lượng cứu hộ đã điều trị 34 bệnh nhân, hiện một số người vẫn còn trong bệnh viện. Tai nạn liên quan đến sét đánh ngày càng gia tăng, năm nay có nhiều dông bão hơn so với năm trước và số lượng tia sét tăng hơn gấp nhiều lần. Trong một số trường hợp các thiết bị đã ghi nhận hơn 60.000 tia sét. Sản khoái đến từ Martini Essence. Khi mua một bịch Martini Essence vị bất kỳ, khách hàng có cơ hội trúng ngay một máy lọc không khí Dyson Purifier. Khách hàng giữ hóa đơn và đăng ký tham gia bốc thăm trúng thưởng tại website tamdafoods.eu/martini. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 năm 2024 tại chuỗi siêu thị Tamda Foods và dịch vụ Tamda Express. Kính thưa quý vị, theo xác nhận của Văn phòng Tổng thống Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 8 tháng 7 đã đến Ba Lan để ký kết thỏa thuận an ninh song phương với Thủ tướng nước nhà Donald Tusk. Mục đích chính của chuyến thăm này là ký kết thỏa thuận an ninh song phương với chính phủ Ba Lan. Hai nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky và Donald Tusk sẽ ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh, cũng như phát biểu với giới truyền thông. Trong đó, cả hai dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về một số vấn đề chính bao gồm tiếp tục hợp tác quốc phòng giữa Ukraine và Ba Lan, ủng hộ con đường của Ukraine hướng tới gia nhập EU và những kỳ vọng về hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Washington, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 7. Theo các chuyên gia, chuyến thăm này cùng với việc ký kết thỏa thuận an ninh song phương với Ba Lan đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Kiev nhằm tăng cường quan hệ đối tác an ninh quốc tế. Ukraine đã ký các thỏa thuận an ninh song phương với nhiều quốc gia, bao gồm Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Canada, Italia, Hà Lan, Phần Lan, Latvia, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Iceland, Na Uy, Nhật Bản, Mỹ, Estonia và Lithuania. Và thỏa thuận an ninh gần đây nhất là với EU. Kết quả bầu cử từ Bộ Nội vụ Pháp cho hay, Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới về đích với vị trí dẫn đầu, xếp sau là khối trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
liên minh cực hữu dẫn đầu bởi Đảng Mặt trận Quốc gia vốn được dự đoán sẽ giành chiến thắng lại về đích thứ ba. Đảng Mặt trận Quốc gia thất bại là một điều bất ngờ, song một kịch bản đã được dự báo trước là nước Pháp có thể rơi vào tình trạng quốc hội treo, tức là không bên nào giành đa số tuyệt đối 289 ghế, và có 3 nhóm chính trị với ảnh hưởng ngang nhau tại cơ quan lập pháp. Điều này có thể khiến quốc hội rơi vào tình trạng bế tắc trong việc thông qua chính sách. Hiện chưa rõ các đảng sẽ thỏa hiệp ở mức độ nào, đặc biệt trong các vấn đề trọng tâm như thuế, hưu trí và phát triển xanh. Theo tờ Guardian, đảng cực tả nước Pháp không quốc phục, lực lượng giành nhiều ghế nhất trong liên minh cánh tả từ lâu nhấn mạnh sẽ chỉ gia nhập chính phủ để thực thi các chính sách của đảng mà không phải của ai khác. Trái với một số nước dân chủ nghị viện ở châu Âu, Pháp thường không có truyền thống xây dựng liên minh sau khi bầu cử. Ông Bertrand Mathieu, chuyên gia luật hiến pháp tại Đại học Sorbonne ở Paris, nhận định một kịch bản liên minh trung dung và cánh tả bắt tay có vẻ khả thi trên lý thuyết, nhưng khác biệt cố hữu sẽ khiến cho các chính sách có thể thỏa hiệp tương đối hạn chế. Theo hiến pháp, Tổng thống Macron có quyền chỉ định thủ tướng, nhưng bất kỳ ai ông chọn đều có thể đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Pháp. Điều này đồng nghĩa ông Macron thực tế phải chọn ứng viên được đa số nhà lập pháp ủng hộ để tránh nguy cơ bị phế truất. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8 tháng 7 cho biết ông mong đợi đối thủ Joe Biden sẽ tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng, bất chấp có nhiều tiếng nói trong đảng Dân Chủ kêu gọi ông Biden nhường chỗ lại cho một ứng cử viên trẻ hơn. Trong khi đó, đảng Dân Chủ lo ngại có thể mất cả Nhà Trắng và Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11. Ông Biden kêu gọi thành viên đảng phải đoàn kết cho mục tiêu đánh bại ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8 tháng 7 khẳng định với các thành viên đảng Dân Chủ rằng ông cam kết vững chắc sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Một số thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ đã kêu gọi ông Biden ngừng cuộc đua tranh cử Tổng thống. Ngay khi vị Tổng thống đương nhiệm có màn tranh luận tệ hại trước đối thủ Donald Trump ngày 27 tháng 6. Trong một lá thư gửi đến các đảng viên đảng Dân Chủ, ông Biden nhấn mạnh, ông hiểu những lo ngại của họ nhưng đã đến lúc nội bộ phải đoàn kết. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong đợi đối thủ Joe Biden sẽ tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng, bất chấp có nhiều tiếng nói trong đảng Dân Chủ kêu gọi ông Biden nhường chỗ lại cho một ứng viên trẻ hơn. Theo ông Trump, vì cái tôi của mình, ông Biden sẽ không từ bỏ tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump cho biết, vị trí ứng viên Tổng thống của đảng Dân Chủ cũng đã được chốt khi ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này hồi đầu năm. Liên minh châu Âu, EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến thêm một bước trong việc củng cố quan hệ kinh tế và thương mại với việc tổ chức đối thoại thương mại cấp cao đầu tiên tại Brussels, Bỉ ngày 8 tháng 7. Cuộc họp được đồng chủ trì bởi Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu EC, kiêm Ủy viên Thương mại Vadis Dombrovskis và Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat. Đối thoại cấp cao tập trung vào việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa hai bên, bao gồm khó khăn nảy sinh từ việc các nước EU áp đặt thị thực đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ, thúc đẩy các yếu tố kích thích thương mại song phương và thảo luận về các lĩnh vực hợp tác nhằm tăng cường chức năng của Liên minh Hải quan. Trước đó, hội nghị bàn tròn doanh nghiệp EU-Thổ Nhĩ Kỳ đã được tổ chức với sự tham dự của các hiệp hội doanh nghiệp lớn của hai bên. Hội nghị tập trung vào tình trạng hiện tại của Liên minh Hải quan và các phương hướng để tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại EU-Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat cho biết hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại và kinh tế với EU, đối tác thương mại quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn của tân Thủ tướng Anh ngày 8 tháng 7 cho biết chính phủ mới tại Anh sẽ cho phép trên 100.000 người di cư nộp đơn xin tị nạn, dự kiến khoảng 90.000 người nhập cư bất hợp pháp tại Anh, vốn đang chờ để trục xuất sang Rwanda theo kế hoạch của chính phủ thuộc đảng bảo thủ tiền nhiệm sẽ nằm trong số 102.000 người được chính phủ mới cấp quy chế tị nạn. Thông tin cập nhật từ tân chính phủ Anh được đưa ra trong bối cảnh tổng số người di cư vượt eo biển Manchester trái phép để vào nước này tính từ đầu năm đến nay đã lên mức kỷ lục là 13.600 người. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi những người di cư đầu tiên vượt eo biển đến Anh vào tháng 1 năm 2018, cao hơn khoảng 3% so với mức kỷ lục trước đó là 13.172 người vào cùng thời điểm năm 2022 và tăng 8% so với con số 12.503 người vào cùng thời điểm của năm 2023. Tính đến tháng 4 vừa qua, 102.888 người xin tị nạn đang chờ được xét duyệt hồ sơ. Theo tính toán của Hội đồng người tị nạn, trong số 90.000 người trước đây được đưa vào danh sách trục xuất sang Rwanda, sẽ có khoảng 70% hay 60.000 người sẽ được cấp quyền tị nạn dựa trên đặc điểm quốc gia ban đầu của họ. Trong số những người đang tìm kiếm cơ hội tị nạn, gần 36.000 người đang được bố trí ăn ở trong các khách sạn, trong đó hơn 50% đến từ các quốc gia có tỷ lệ được cấp quyền tị nạn cao.
Việc đảm bảo ăn ở cho những người xin tị nạn này đang tiêu tốn của chính phủ Anh 2,9 triệu bảng, tương đương 3,7 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Ngày 8 tháng 7, hãng chế tạo máy bay Boeing thông báo đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến hai vụ tai nạn máy bay 737 MAX tại Indonesia và Ethiopia, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng cách đây 5 năm. Hãng này cũng thừa nhận những lỗ hổng trong quá trình chứng nhận dòng máy bay MAX. Theo thỏa thuận với Bộ Tư pháp, Boeing chịu khoản tiền phạt hình sự 243,6 triệu đô la Mỹ, đồng thời phải đầu tư tối thiểu 455 triệu đô la Mỹ trong 3 năm tới để tăng cường các chương trình an toàn theo quy định của Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA. Bộ Tư pháp Mỹ sẽ chỉ định một cơ quan giám sát độc lập để kiểm tra các hoạt động tuân thủ và an toàn của Boeing trong 3 năm. Sau thông tin trên, luật sư của một số gia đình nạn nhân đã chỉ trích đây là một thỏa thuận ngọt ngào dành cho Boeing sau khi khiến 346 hành khách xấu số thiệt mạng. Họ cho rằng thỏa thuận này đã nhượng bộ Boeing một cách thiếu công bằng, không buộc Boeing chịu trách nhiệm cho cái chết của những nạn nhân và hy vọng Boeing cùng các lãnh đạo cấp cao sẽ nhận hình phạt nghiêm khắc hơn. Trước đó, hai chiếc máy bay Boeing 737 MAX đã rơi ở Indonesia và Ethiopia trong vòng 5 tháng từ năm 2018 đến năm 2019, làm ít nhất 346 người thiệt mạng. Dòng máy bay này đã bị cấm bay, trong khi hãng này thiệt hại gần 20 tỷ đô la Mỹ tiền phạt, bồi thường cho các nạn nhân và các chi phí phát sinh khác. Các công tố viên đang khuyến nghị Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra cáo buộc hình sự đối với Boeing. Máy bán đạn tự động được mô tả là dễ sử dụng như máy ATM và dự kiến sẽ được đặt tại các bang của Mỹ có hoạt động săn bắn phổ biến. Những cá nhân sở hữu súng tại ba bang Alabama, Oklahoma và Texas của Mỹ hiện có thể mua đạn tại máy bán hàng tự động được đặt trong các tiệm tạp hóa. Theo đó, một số cửa hàng tại các bang nói trên cho phép khách hàng mua đạn tại các thiết bị như máy bán đồ uống tự động với thủ tục cần thiết chỉ là một lần quẹt ID. Công ty American Rounds sản xuất các loại máy này cho biết chúng dễ sử dụng như máy ATM. Bên cạnh đó, chiếc máy tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cùng khả năng quét thẻ và phần mềm nhận dạng khuôn mặt nhằm kiểm tra thông tin ID và khuôn mặt của người mua, đảm bảo họ trên 18 tuổi. Để sử dụng, khách hàng sẽ chọn loại đạn muốn mua trên màn hình cảm ứng của máy, quét ID và nhận đạn từ một ô bên dưới của máy. Theo American Rounds, công ty sẽ tiếp tục lắp đặt các máy này ở các bang có hoạt động săn bắn phổ biến như Louisiana và Colorado. Tự tin tỏa sáng cùng nước tăng lực Rockstar. Đặc biệt trong tháng 7 này, khi mua một bịch Rockstar 0,5 lít vị bất kỳ, khách hàng giữ hóa đơn và đăng ký tại website tamdafoods.eu/rockstar để có cơ hội trúng ngay một loa sound và Samsung siêu hiện đại. Ngoài ra, khi mua 10 carton Rockstar bất kỳ, khách hàng nhận ngay một carton Rockstar miễn phí. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024 tại chuỗi siêu thị Tamda Foods và dịch vụ Tamda Express. Kính thưa quý vị, ngày 8 tháng 7, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế có văn bản đề nghị Sở Y tế hai tỉnh Nghệ An, Bắc Giang và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu sau khi ghi nhận một trường hợp mắc bệnh tại Hiệp Hòa, Bắc Giang và một người chết tại Kỳ Sơn, Nghệ An do căn bệnh này. Theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm, trường hợp mắc bệnh có tiếp xúc gần với trường hợp tử vong. Cục Y tế Dự phòng đề nghị Giám đốc Sở Y tế hai tỉnh Nghệ An và Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị địa phương khẩn trương rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh bạch hầu, giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh tại ổ dịch và cộng đồng, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, tổ chức điều tra và điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả trường hợp tiếp xúc gần theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm công tác thu dung, cấp cứu, phân luồng khám, phân tuyến điều trị, thiết lập khu vực khám, cách ly điều trị, cấp cứu, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế việc chuyển người bệnh đến bệnh viện tuyến trên khi không cần thiết. Các địa phương rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu ở tất cả các xã, phường và tổ chức tiêm bổ sung, tiêm vét, nhất là tại các địa bàn có lưu hành bệnh bạch hầu và có tỷ lệ tiêm chủng thấp, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về bệnh bạch hầu để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế trong quá trình điều trị, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo, thường xuyên vệ sinh, thông thoáng lớp học, thông báo kịp thời cho các cơ sở y tế khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để được cách ly xử lý kịp thời, không để bùng phát ổ dịch. Do sạt lở đất đá chiều ngày 8 tháng 7, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang tiếp tục có thêm một người tử vong,
Một người bị thương trong lúc đi qua đường đất đá từ trên ta luy dương bất ngờ sạt xuống gây tai nạn. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, vào khoảng 15 giờ 20 phút vào chiều ngày 8 tháng 7, trên đường tỉnh 177 từ huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phi, đoạn tại km 36 qua xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phi, do mưa lớn trong nhiều giờ, hàng trăm mét khối đất đá đã bất ngờ sạt lở, vùi lấp hai người đi đường. Tính đến tối ngày 8 tháng 7, do mưa lớn kéo dài nhiều giờ trong 2 ngày, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra lũ ống lũ quét gây sạt lở đất tại nhiều địa phương, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, một trẻ bị thương. Thiệt hại ban đầu ước tính gần 15 tỷ đồng. Mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về giao thông các tuyến đường từ huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phi, Xín Mần, tuyến đường đi từ thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình đi thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tuyến đường đi từ huyện Xín Mần đi huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, tuyến đường Minh Ngọc đi Mậu Duệ, hàng trăm mét khối đất đá sạt lở tràn xuống lòng đường. Đặc biệt, nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện Lỵ đi các xã ở huyện Hoàng Su Phi cũng bị sạt lở nghiêm trọng, sụt lún, khiến giao thông bị tắc cục bộ, xe máy không lưu thông được. Sau khi xảy ra thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các phương tiện huy động lực lượng quân dân và nhân dân hỗ trợ khắc phục hậu quả, di rời các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Tại buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm vào chiều ngày 8 tháng 7 năm 2024, Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an, thông tin thêm một số diễn biến liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thuộc Tập đoàn Phúc Sơn. Đại tá Nguyễn Quang Phương cho biết, tính đến nay, Cơ quan điều tra Cảnh sát Bộ Công an C03 đã khởi tố 23 bị can về tội danh vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài việc khởi tố 23 bị can, thì đến nay cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành các biện pháp để thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, bị chiếm đoạt. Hiện nay cơ quan chức năng đã thu hồi được tổng cộng trên 300 tỷ đồng, 2 triệu đô la Mỹ, trên 500 lượng vàng và tạm giữ trên 1.000 sổ đỏ. Trước đó, vào cuối tháng 2 năm 2024, C03 Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do. Các bị can này đã bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Ngoài ra, một số lãnh đạo địa phương, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc, đã bị khởi tố bắt giam để điều tra do có các vi phạm liên quan đến vụ án này. Cơ quan điều tra bước đầu xác định Tập đoàn Phúc Sơn đã đầu tư 21 dự án, trong đó đã tập trung điều tra sai phạm của các bị can tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi và đang điều tra các sai phạm khác có liên quan. TripAdvisor vừa công bố danh sách 25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á do du khách khắp nơi trên thế giới bình chọn. Việt Nam có 3 đại diện góp mặt: phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam, bảo tàng chứng tích chiến tranh và địa đạo Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh là 3 địa điểm của Việt Nam lọt vào danh sách 25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á do độc giả của TripAdvisor bình chọn. Nằm bên bờ Bắc Hạ Lưu sông Thu Bồn, Hội An nổi tiếng với dãy nhà cổ màu vàng nghệ, dòng sông lung linh ánh đèn hoa đăng mỗi khi màn đêm buông xuống, được TripAdvisor xếp ở vị trí thứ 7 trong 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á. Phố cổ Hội An là một thành phố nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, một phố cổ giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1.000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây. Một lần du lịch Hội An sẽ làm say đắm lòng du khách bởi những nét đẹp trường tồn cùng thời gian, vô cùng mộc mạc, bình dị. Bảo tàng chứng tích chiến tranh trên đường Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 10 trong danh sách 25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á. Bảo tàng có hơn 20.000 hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu nêu bật những gì tiêu biểu nhất của dân tộc Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh. Bên cạnh đó, nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 60 km về phía Tây Bắc, địa đạo Củ Chi, biểu tượng cho cuộc kháng chiến trường kỳ của quân và dân Việt Nam, đứng thứ 14 trong 25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á. Đến nơi đây, du khách sẽ được tham quan hệ thống đường hầm như một trận đồ biến hóa và sáng tạo của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến lâu dài, ác liệt trong suốt 30 năm chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.
tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị khán giả. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.